thì tùy vào giá tiền hoặc là các bác muốn dựng thì anh em Sơn cũng sẽ dựng hỗ trợ các bác. Chào các bác nhé. Này dẫn các bác đi tham quan cái căn nhà gỗ của anh ấy ở đây, anh ấy bán lại đây các bác này. Căn này 2 gian. Gian trước gian sau. Đấy. Gỗ cả trích hình linh đó. Đây. Gỗ đây các bác, tình hình gỗ là như này này. Gỗ này là gỗ cũ rồi. Đó là cả trích. Cả trích rồi. Đó là cả trích. Cột này cả trích đều không? Nứt răm răm như vậy là cả trích. Ván rồi đó. Ván này chắc ván dầu. Ván này được có cái được cái mất. Giá rẻ. Giá khá rẻ, mềm các bác. Cái này nhưng mà ngồi dựng mình có để chống hay mình để cả ván này nhỉ? Có nếu ván nữa không? Chắc vẫn sử dụng ván này chứ. Mái ngói luôn các bác ạ. Tấm nào đã còn sử dụng được thì sử dụng, cái tấm nào không sử dụng được thì tốt. Mái ngói luôn này, bên trong này. Kèo cột đây các bác này. Đấy. Ủa, hệ thống kèo này nhìn khá cứng đấy các bác ạ. Cái này chắc bị dột đúng không? Không, họ che vậy cho nó đỡ bụi. Đỡ bụi. Đấy, hệ thống kèo cột này. Hơi tối này. Cột này vẫn cứng à? Cột thấy được à? Cột vẫn cứng lắm các bác. Đây này cũng bắt đầu bọt này. Nếu là chơi với cột chính này nè. Chơi với cột chính. Ừ. Cột này chắc vuông mười mấy. Có cột vuông 20. Nói như cột chính là vuông 19, 18, 19. Cái này mà vận chuyển ví dụ một chuyến xe chắc một chuyến mấy tấn đi hết cái này. Bữa nhà ba gian kia mà kêu xe bạn ba tấn rưỡi à? Ba tấn rưỡi. Vậy cái nhà này khoảng khoảng xe ba tấn. Xe cầm hải. Ba tấn rưỡi. Tấn rưỡi trọng xe này. Tấn rưỡi là trọng 2 tấn rưỡi được. Vậy chứ tỏ xếp vào nó bao nhiêu gỗ đâu nhỉ? Này mấy hộp gỗ. Ừ. Quay xem coi. Đấy, một căn như thế này là các bác mua tại chỗ là căn này tại chỗ là 35 triệu các bác ạ. Còn vận chuyển đi vận chuyển lại thì tùy vào giá tiền hoặc là các bác muốn dựng thì anh em Sơn cũng sẽ dựng hỗ trợ các bác, nhưng mà đấy là có tiền dịch vụ dựng để cho anh em thợ có công dựng nữa. Với tiền vận chuyển thì các bác mua thì các bác chuyển tiền vận chuyển. Như một chuyến xe thì cứ cho là xe 3 tấn rưỡi, thuê một chiếc xe 3 tấn rưỡi đi được các bác. Này là 35 triệu nhé.